Sáng nay, trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Dự buổi lễ có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cường cùng đông đảo các thế hệ cựu giáo viên, học sinh nhà trường. Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, tiền thân là trường Trung học Đông Giang, được thành lập năm 1963. Từ năm 1975, trường chính thức đổi tên thành trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thắm. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, khẳng định vị thế của nhà trường trở thành một trong những ngôi trường trọng điểm của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Những năm gần đây, 100% học sinh của nhà trường tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều em xuất sắc đạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi, thành phố, quốc gia. Nhà trường cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường ghi nhận biểu dương những thành tích trong 60 năm qua của thầy và trò trường trung học phổ thông Đông Giang Hoàng Hoa Thám, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu của đổi mới giáo dục, đòi hỏi tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường phải luôn đổi mới, sáng tạo, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt. Học sinh cần tiếp tục nỗ lực học tập, khẳng định vị trí trong khối trung học phổ thông của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khẳng định, thành phố Đà Nẵng luôn ưu tiên dành những nguồn lực tốt nhất cho giáo dục. Trong 60 năm qua, trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đã nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố. Đặc biệt dịp này, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua các trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Dân cơ của Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận thành tích 60 năm xây dựng và phát triển đối với trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng, 1963-2023.